đi cầu nữa. Bà ngoại đi đâu vậy bà ngoại? Đi cầu. Đi đâu? Đi ỉa. Tại sao? Phải mắc bắt đếch. Còn mà có đi ăn được không? Được. Mà đi cầu được không? Không được, mới đi nè. Có còn cọp giúp không? Ừ. Có còn cọp giúp không? Để con mở cửa. Mày lấy điện thoại mày nói đó, mày gửi cho tụi bển mày lên tờ giấy không nè. Mày gửi cho tụi bển nó cười cúi đầu. Cắt điện thoại đi. Bà ngoại đi cầu xuyên xuẻ. Vậy á.